Thì hôm nay là đã có tầm 15 chiếc Chrome rồi ha. Một chiếc nè, chiếc này của bạn mình ha. Hai chiếc thứ hai nè, rồi bên này nữa nè, 3 4 nè, độ tùm lum hết à, 4 nè, rồi 5 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Chiếc này là Kawasaki độ lên 450 phân khối hay sao. About the bottom? Oh no, the other guy. Okay, yeah. He's not in today because of the tail light, right? Right. I had an OEM one you could use, but... So I installed the grips, but I ended up ripping it. So. Oh, shit, it happened. Yeah, so I just bought this guy. Yeah. Maybe, yeah, I'll do it someday. Yeah, you just stop. Thì hôm nay là đã có tầm 15 chiếc Chrome rồi ha. Một chiếc nè, chiếc này của bạn mình ha. Hai chiếc thứ hai nè, rồi bên này nữa nè, 3 4 nè, độ tùm lum hết à, 4 nè, rồi 5 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Chiếc này là Kawasaki độ lên 450 phân khối hay sao. 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13, 14. Ở bên kia có hai chiếc nữa, 15, 16. Là sơ sơ là 16 rồi ha. Quá đẹp luôn. Fancy. Ý là 15, 16 là chỉ có mấy chiếc Chrome thôi ha. Còn... Oh, there's two more. Two more, yes. Oh no, one more. Two. Này có chiếc 946 nữa nè, độ cái biển số 946 nè, I'm vlogging.
Yeah, này có biển số 946 nữa nè. Fancy. I actually saw it at the motor show. Yeah. 11 grand something. 11 grand. Yeah. Fancy. Beautiful. It's overpriced for that one. Yeah. Oh, that's fancy. Rồi thêm chiếc nữa nè. Thêm chiếc nữa. 16, 17. Quá nhiều, xíu nữa mình sẽ làm một cái photo group ha. Ở đây là có chiếc Z125 nhưng mà độ cục máy là đã lên 450 rồi. Fancy ghê. Ngầu cực ngầu luôn. Má ơi. Chơi đổi cục máy luôn. Rồi. Chiếc này là đỉnh nhất ở đây rồi nè. There you go. Few moments later. Lại nghỉ một xíu ha. Ở đây có rất là nhiều luôn. Có một băng này là toàn là xe 2019 hết nè. 2019 màu cam, màu đỏ, màu cam, màu đỏ. Rồi bên này cũng có một chiếc màu cam mới nữa nè. Thì cái xe mình là 2018 ha. Nó đặc biệt một cái mình mới nói chuyện với lại anh salesman. Thì 2018 thì nó là màu đen. Còn chiếc màu trắng á, chiếc màu trắng như là không phải chiếc này, bên này nè. Chiếc màu trắng bên này là 2017 ha. 2017 có chiếc màu trắng này. Rồi này là OG, này là đời cũ ha. Đó, mấy chiếc này là 19 hết, 2019 hết, quá đẹp. Vlogging. Yeah. Này là chiếc 2018 nhưng mà độ đèn lên nhìn giống như là chiếc CB300. Quá đẹp luôn. Rồi, này là phu nhân của ông đó. Hai người đi xe chung luôn ha, quá đẹp luôn. Rồi, chiếc này là chiếc 450 Honda Kawasaki Z125 nhưng mà đã độ lên cục máy 450 rồi. Khủng khiếp quá, nãy mình đề ba mà nó đề ba cái một qua mặt luôn.
Rồi. Này có chiếc Chrome màu hơi lạ lạ, là tại người ta làm bên xưởng dán đồ rồi đó, người ta dán cái này lên ha. Quá đẹp luôn. Hình như nãy giờ mình đi mình thấy có mấy người chơi cái bô giống mình nè. Đó, cái bô tựa tựa giống mình nè. Quá đẹp. 16, 17 chiếc gì đó. Cái này là nhờ police đó, mở đèn lên để cho nó đẹp á. Thanks. Hey, how's it going? Good, how are you? Not thanks, man. Yeah. Cool. Thank you. Cảnh sát bên này tốt bụng quá ha. Giống như thấy tới mình nhờ mở cái đèn lên chụp hình group á, thì giờ có cái đèn của police mở lên nữa chứ. Quá tuyệt vời. Ngày hôm nay đi là quá hấp dẫn. Để tính lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.